Hôm nay Sáp sẽ giới thiệu với mọi người về cái hũ muối ngâm chân của Sáp nè. Hũ muối này thì nó nặng 500g mà mình có thể ngâm được hơn 10 lần. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong có gì nha. Ở trong đây thì mình sẽ có là muối khoáng nè, than hoạt tính, rồi có bạc hà, quế, hoa cúc với lại một số cái thảo dược khác của người da đỏ. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha muối ngâm chanh nha. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị 50g muối ngâm chanh nè, rồi một chậu nước ấm khoảng 40 cho đến 50 độ C. Xong rồi sau đó mình sẽ đổ muối ngâm chanh vô rồi mình khuấy cho cái hỗn hợp nó tan ra. Với 50g muối ngâm chanh thì mình chuẩn bị khoảng 3 lít nước ấm là vừa nhất nha các bạn. Rồi mình sẽ khuấy đều nè, khuấy cho muối nó tan ra. Rồi sau đó mình sẽ bỏ chanh vào mình ngâm nè. Mình sẽ ngâm trong khoảng từ 20 cho tới 30 phút trước khi đi ngủ nha mọi người. Khi ngâm thì mình nên day cái lòng bàn chân để cho mình có thể lưu thông khí huyết tốt hơn. Muối ngâm chân này nó sẽ có công dụng là hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp nè, giúp cho tinh thần sảng khoái, giảm mất ngủ, thông kinh lạc, trừ phong thấp. Và đặc biệt là có thể khử mùi, giảm chứng mồ hôi chân. Với những người mà bị gút thì có thể giảm đau nè, chống lạnh tay chân, hoặc là những ai mà bị căng thẳng lúc mà học tập hoặc là làm việc thì sẽ giúp xua tan mệt mỏi và thư giãn hơn. Hy vọng clip này sẽ mang lại nhiều điều hữu ích cho mọi người nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.